熟都的。đấy vào đẹp đẽ lắm đấy mà còn phơi ra hả? Tôi không thể nào chịu nổi cô. Tại sao cô lại có thể làm được một cái việc như thế nhỉ? Tôi cho rằng cái việc làm của cô nó mang tính đổi bại, cô biết chưa hả? Anh nói đi, kiểu gì đấy? Im. Anh phải để cho em nói đấy. Không nói gì cả. Cái việc cô đã làm ra rồi hả? Bây giờ tất cả những điều cô nói bây giờ đều là vô nghĩa hết, cô biết chưa hả? Tại sao cô lại có thể làm một cái việc mà tôi cho rằng đấy là một, tôi gọi đấy là lừa đảo, là gian dối, cô biết chưa? Anh nói cái gì thế? Anh cứ làm như là em là người lừa đảo ấy, hay là người tham nhũng bằng ấy. Chả tham nhũng thì sao hả? Không tham nhũng mà được người này à? Hả? Không tham nhũng được người này à? Tôi mà nói nhỏ được không? Không nói nhỏ được. Tôi nói cho cô biết, với ngần đấy cuộc sống vợ chồng cô như thế là quá thừa thãi rồi, làm sao cô lại còn phải đi vay mượn nữa hả? Mà cô biết là, cô biết cô vay mượn thì cô có nghĩ đến cái lúc cô phải trả không hả? Hả? Lấy dâu ra mà trả? Em cũng nghĩ đến à. Nhưng mà làm sao hả? Cô biết là cái số nợ đấy của cô nhé hả? Cô đi vay người ta cái số tiền đấy thừa để cô nuôi thằng Tí vào được đại học hả? Biết vậy nhưng mà em vẫn phải làm ấy. Phải làm mà hả? Tại sao phải làm? Làm sao mà phải làm? Cô biết là nề nếp gia phong nhà này từ xưa tới nay không ai làm cái việc đó cả, biết chưa hả? Truyền thống nhà mình là có truyền thống là giấy rách phải giữ lê lề, đói cho sạch rách cho thơm, của mình có thế nào mình dùng nguyên như thế, làm sao phải đi vay mượn. Cô có biết rằng anh tự hào biết bao nhiêu với hàng xóm láng giềng là có một cô em là giáo viên hả? Cô có biết cái nghề cô giáo nó cao quý đến như thế nào không? Cô có biết là tôi đã hét to hơn cả cô khi mà cô nhận được cái giấy trúng tuyển vào đại học tỉnh không hả? Em biết nhưng mà em vẫn phải làm. Khổ quá thật, nói thế mà vẫn không hiểu à? Tôi nói cho cô biết nhé, tôi vất vả bao nhiêu vì cô nhé. Cô biết không, từ ngày bố giao cho tôi chiếc bơm định mệnh thì đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ nuôi dạy các em khôn lớn, ăn học bằng anh bằng em. Tôi nai lưng ra bơm xe để nuôi cô hả? Cô ăn học, cô vào được đại học sư phạm của tỉnh, rồi là năm nào cô cũng được mệnh danh là giáo viên dạy giỏi. Tôi tự hào lắm. Thế mà bây giờ cô làm như thế thì tất cả là đổ xuống sông xuống biển hết rồi hả? Tại sao cô lại làm như thế? Tại sao cô phải làm như thế? Thì anh cứ nói khẽ thôi để cho em được trình bày chứ. Trình bày cái gì? Nào bây giờ cô trình bày đi hả? Hả? Tại sao cô phải làm như thế nào? Em phải làm anh ạ. Tại sao? Em không biết ở nơi khác thế nào, nhưng mà ở chỗ mình em phải làm như thế, nếu không thì các cháu anh chết đói. À, thế cứ phải làm như thế thì con không chết đói à? Thì bao nhiêu người ta cũng có làm đâu. Người ta có làm đâu mà con người ta có chết đói đâu. Hả? Nào, bây giờ cô giải thích đi, tại sao phải làm? Ừ? Em không biết, nhưng mà em vẫn phải làm. Phải làm à? Này, bây giờ nhá, tôi nhá quyền huynh thế huỵch nhá. Tôi nói cho cô biết nhá, cô phải giải quyết ngay nhá. Tôi cấm cô vác cái của nợ này về làng. Cô mà vác cái của nợ này về làng nhá, rồi tôi không còn mặt mũi nào mà tôi vác về quê nữa, biết chưa? Cấm. Cháu lại có thể chú bơ. Đứa nào? À, này, bác Phổ đây. Có cái gì? À, cô Hằng. Em chào anh ạ. Lên lâu chưa? Em lên từ hôm kia. Sao? Có việc gì? Em lên có việc ạ. Thôi, cái việc đấy mà cũng gọi là việc à? Hả? Trời ạ. Này, chú Bơm, chú làm sao thế? Chú em lôi cô ấy ra ngoài này. Trên vỉa hè chú mắng cô, cả phố này người ta cười cho. Anh em có gì vào trong nhà bảo nhau. Mà từ nãy đến giờ tôi ở trong nhà chỉ nghe thấy tiếng chú thôi, chả nghe thấy tiếng cô Hằng gì cả. Nhưng mà em bức xúc lắm, không chịu được. Thế có chuyện gì? Nào, kể cho tôi nghe. Quá. Em không muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng mà cái việc này nói ra xấu hổ lắm. Có gì mà xấu hổ, tôi với chú coi nhau như anh em ở trong nhà. Nào, chú có coi tôi là anh em không? Khổ quá thì em vẫn coi bác như anh em trong nhà. Thế nhưng mà thế cái việc này của chú cũng là việc của tôi, có vấn đề gì chú cứ nói. Nó là cái việc tế nhị. Thế khổ quá thì là có nói không tôi đi. Đứng lên. Bác ra này. Nào, đứng lên. Thôi anh đừng làm khổ em nữa. Khổ cái gì? Chú này, cô ấy mệt như thế, cứ để cô ấy ngồi cũng được. Khổ quá nhưng mà để ngồi thì anh không nhìn được rõ hết bản chất đâu. Đứng lên. Cô ấy tốt xấu tôi biết rồi, có gì đâu mà bản chất. Bác này, đứng lên. Làm sao phải xấu hổ? Xấu biết xấu hổ đừng có làm. Bỏ cái túi xuống. Bỏ xuống. Đấy, bác nhìn đi. Bác nhìn đi. Chú bị làm sao đấy?
Cô ấy vẫn lên trên này, thỉnh thoảng anh em vẫn gặp nhau, có cái gì đâu mà phải nhìn mới ngắm. Bác nhìn kỹ đi. Bác cứ nhìn kỹ đi. Có cái gì khác đâu, vẫn là cô Hằng ngày xưa đấy thôi. Thì chả đó thì ai. Bác nhìn kỹ đi. Mắt là vẫn giống chú, mũi là giống chú, nhất là cái miệng này này, anh em nhà chú là giống nhau như đúc. Miệng em rộng hơn. Thì mình con trai mà này, nói cũng giống nhau. Anh em nhà chú nói chuyện bày ra nhà ba gian chợ, tôi vẫn nhận ra là anh em nhà chú. Khổ quá, em không nói cái vấn đề đấy. Thế chú nói cái gì? Bác nhìn lại nó đi. Khổ quá, thì có cái gì đâu mà chú cứ bắt tôi nhìn nhiều thế. Bác phải nhìn vào cái điểm nhấn. Với tôi, phụ nữ chỗ nào cũng là điểm nhấn. Ý em muốn nói là bác phải nhìn vào cái điểm mà nhấn mạnh nhất ý. Đây này, đấy, bác nhìn đi. Mà chú buồn cười. Nhấn mạnh nhất có cái gì? Này, đấy, bác thấy chưa? Tôi thấy khác rồi. Mà nó có vẻ là không đang đối với nhau lắm. Nhưng mà cái nỗi nhục của em nó ở cái chỗ đấy đấy. Chú làm sao mà phải nhục? Cái đấy là của phụ nữ, người ta có thể là làm đẹp hay cái việc ấy là của người ta, liên quan gì anh em mình mà nhục. Khổ lắm, bác không hiểu à. Ngày xưa ấy, cái con Hằng nhà em này này, khi nó bắt đầu nó lớn lên ấy, nó nổi tiếng trong làng là đầy đặn. Thế mà không hiểu là làm sao nó nghe ai xui khôn xui dại thế nào, nó lại đi nó bơm ngực đi mới nhục. Chú bơm này, bơm thì có làm sao à. Bây giờ phụ nữ người ta làm đẹp rất nhiều, chú thấy không, rất nhiều những trung tâm thẩm mỹ massage nổi lên như nấm ấy. Nếu mà không có các bà các chị đi làm thì các cửa hiệu ấy người ta đóng cửa hết à. Khổ lắm, đấy là người ta làm đẹp, nhưng bác thử nhìn xem nó như thế kia thì có đẹp mặt không. Đấy, đẹp cái gì thế mà đẹp à. Thì nó cũng có thể lúc đầu nó còn hơi vênh nhau một chút, nhưng sau thì chắc là cũng đâu vào đấy. Mà này, có khi cái việc gia đình của cô ấy nó không hạnh phúc, có khi chồng đi cặp bồ thì sao, cho nên cô phải sửa sang lại sắc đẹp của mình để củng cố lại hạnh phúc gia đình. Chú phải hỏi cho nó kỹ chứ, mắng cô ấy sồn sồn như thế tôi thấy không ổn đâu. Chết rồi, bác nói em mới để ý, đúng là chỉ có cái lý do ấy thì mới có thể đi làm một cái trò nhố nhăng thế. Bác để anh quá ra đây, đi ra đây nào. Bây giờ cô nói đi, có đúng là thằng em rể tôi nó bây giờ nó đốc trứng lên nó đi nó cặp bồ đúng không hả? Dạ không phải đâu anh ạ. Không phải? Vâng. À tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Thế là ui rồi ui, thế này thì càng nhục nhã. Thế là cô đúng không hả? Cô chán cái nghề giáo viên, cô thấy cái nghề giáo viên là lương nó thấp, cho nên là cô quyết định là cô thế này lên xong để đi làm cái trò cô đi làm thêm đúng không? Này, tôi không cho phép chú nói như thế. Cô ấy như thế nào tôi biết, chú không được nói về tư cách của cô ấy. Ôi, em của em phải biết chứ. Này có đúng không? Này, trả lời đi, đúng không? Hả? À, tại sao? Nào, ngồi xuống, nào. Ngồi xuống, nào. Úi giời ơi. Nào, tôi bây giờ nói đi. Làm sao mà phải làm như thế này? Em làm như thế để em được vào biên chế. À, đấy nhá, bác thấy chưa? Rõ ràng nhá. Muốn vào biên chế cái ổ nhện nhện ấy thì là phải phong nhũ phì đồn lên như thế. Anh đừng có nói thế. Em vào biên chế cái ngành giáo dục mầm non của em ấy, chứ không phải cái ngành như anh nói đâu. Này, cô đùa tôi đấy à? Hả? Cớ làm sao mà cô làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi mà năm nào cô cũng đạt danh hiệu là giáo viên dạy giỏi, thế mà bây giờ lại chưa được vào biên chế là thế nào? Vâng, như ngày xưa ấy thì sau khi tốt nghiệp thì sẽ vào ngắn hạn, sau ngắn hạn thì sẽ vào hợp đồng dài hạn, sau hợp đồng dài hạn người ta thấy mình có đầy đủ yếu tố rồi thì người ta xét cho mình vào biên chế chính thức luôn. Thế nhưng mà bây giờ muốn xét vào biên chế chính thức thì phải qua xét tuyển công chức anh ạ. Xét tuyển công chức tức là thi công chức ấy hả? Vâng ạ. Thi công chức thì cứ việc mà thi chứ tại sao lại phải đi bơm ngực? Ừ. Không, nhưng mà trường khác thì em không biết. Nhưng trường em thì người ta quy định là ngoài chuyên môn ra thì phải thi qua nhiều vòng cứ như là thi hoa hậu nữa ấy ạ. Cô nói thế nào ấy chứ? Cô vào biên chế của cái ngành giáo dục mầm non, vâng, thì là để cô gõ đầu trẻ chứ có phải là cô đi biểu diễn thời trang đâu mà phải thi như thi hoa hậu. Không, trường nào thì em không biết, nhưng mà trường em thì thật 100% anh ạ. Người ta phải thi môn ra lại phải thi cả áo tắm nữa. Mà thi áo tắm thì họ chỉ quan tâm đến thi vòng 1, đo vòng 1 thôi anh ạ. Vòng 1 làm gì? Ừ. Hả? Thì em lúc đầu em cũng rất ngạc nhiên. Thì em có hỏi, thì người ta giải thích với em là những người nào mà có vòng 1 to ấy
Ngực to ấy thì tức là phổi to, mà phổi to thì tức là nói to, mà nói to thì tức là học sinh nghe rõ, thế là đạt yêu cầu là được luôn ạ. Này, thế sao cô không hỏi người ta là ví dụ có những người người ta ngực lép, thậm chí không có ngực, nhá, người ta vẫn nói sang sảng ra, hả? Học trò vẫn nghe rõ, thế thì những người đấy thì sao? Trượt luôn ạ. Vô lý, nói thế ai mà nghe được? Đúng là vô lý thật. Này, cô Hằng ạ, nhìn cô tôi thấy thương tâm và ái ngại vô cùng. Cô có biết làm như thế này, thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là có hại đến sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Thế tại sao cô lại làm? Em biết là nguy hiểm đến tính mạng anh ạ, nhưng em vẫn phải làm. Bởi vì em muốn, em vẫn được đứng trên bục giảng. Em vẫn muốn dạy các cháu những bài hát hay, những điệu múa đẹp. Em vẫn muốn được đứng trên bục giảng, cho nên em phải hy sinh. Thật là không thể nào chịu nổi. Ở cái thời đại này mà vẫn có những cái trường đưa ra những quy định quái gở như vậy. Tôi sẽ viết một bài báo, tôi gửi lên trên. Tôi sẽ phải đăng báo đấy. Anh ơi, em xin anh đừng cho đăng báo. Làm như thế thì sẽ khổ em sẽ không được vào biên chế. Rồi các cháu bác sẽ khổ đấy ạ. Nhưng nếu tôi không làm, tôi không kêu, tôi không nói, thì có biết bao nhiêu những cô giáo trẻ phải chịu, phải là nạn nhân của những cái việc như thế này. Thôi. Tôi sẽ viết. Thôi, bác cứ bình tĩnh. Này, cô Hằng, đứng lên tôi bảo. Này, tôi hỏi khí không phải nhé. Thế cái chỗ mà cô đi làm ngực này, dạ, người ta có nhận lời bơm ngực cho nam không? Anh hỏi thế để làm gì ạ? À, để mà sau này mà nhỡ mà cái nghề bơm vá của tôi nó có thất nghiệp ấy mà, tôi đến tôi xin làm cái chân bảo vệ ở cái trường của cô ấy, tôi còn biết đường mà tôi đi bơm ngực.